Chào cả mọi người ha. Thì video này mình sẽ nói về cái đèn để chúng ta đi câu mực, đi câu cá và đi biển ban đêm. Thì đây ha, đây là cái đèn của chúng ta nè. Thì đèn sẽ là đèn màu trắng, sáng trắng ha. Đây, đây đặt những con bóng led nó bên trong. Đây có cái trái rất là to và sáng rất là rộng, vừa rộng nè, sáng rộng rồi sáng trắng, sáng rất là lớn luôn. Đây là 50W ha. Đây 50W đây. Ha, đèn này 50W, có thể có loại 20, 30, 50, bạn cần loại nào mình có loại đó ha. Đây là cái vỏ của nó, đây là phía sau nè. Phía sau nó sẽ được ta chống nước các bạn ha. Thì nó có ốc nó bắt lại chơi nè, nó sẽ chống nước nha, không có bị nước vô, bạn cứ yên tâm đi biển về mưa, trời mưa vẫn dùng bình thường không có gì hết. Đây, thấy không? Có tay cầm luôn nè. Bạn có thể bắt nè nó, thấy không? Đó. Tại ta bắt chỗ nào thôi ha. Thì cái đèn này mình gửi đi mình sẽ có bọc mấy cái miếng này nè bạn, nên sẽ không bị bể đâu, bạn cứ yên tâm. Ha, bọc cái miếng này nè, không bể đâu. Đây là cái vỏ của nó nè. Đây cái hộp nó nè, đây, cái hộp nè. Thì cái đèn này sẽ được dùng điện áp là từ 12 đến 85V, rất là dài đúng không? 12 đến 85V, bạn có cái nào dùng cái đó thì đa số bạn lấy về ta xài bình á. Bình thì bình 12V là ok rồi ha, bình 12V là ok. Hiện tại mình có cái bình xe máy nè, đây hai xe máy không? Đây xe máy nè. Thì mình sẽ thử vô cái bình xe máy thấy cho nó sáng nha, cho bạn cho mọi người xem. Ta nhớ ta bắt đúng cực ha. Đây có đầu kẹp nè, chúng ta kẹp đúng cực âm dương ha. Đừng có kẹp sai nha các bạn. Hư á. Rồi ok. Thấy không? Sáng liền không? Bình 12V này, đây. Thì mình cũng đã thử rồi thì cái bình 10 10Ah thì sẽ xài được trong vòng khoảng 8 tiếng ha. Cái bình 10A xài khoảng 8 tiếng. Thì vậy nhân lên á, nếu cái bình 100A, nếu cái bình bạn xài bình 100A thì xài được khoảng 80 tiếng. Nói chung các bạn tính như đi thì cái bình 10A là khoảng 8 tiếng đấy. Cái bình 20A thì khoảng 16 tiếng. À, cái bình 30A thì nói chung bạn cứ cứ nhân với cái 0,8 lên là được ha. Rồi đây là led nè. Đây, bên trong cái mặt kính này. Đây cái mặt kính ha, đây là chống nước các bạn yên tâm, chống nước đây là cái mặt kính nè, thấy không? Mặt kính nè. Đây. Đó cái mặt kính rất là đẹp và vừa chống nước. Rất sử dụng ok, ta dùng trong đi bình 24A cũng được, bình 24V cũng được ha. Nói chung là từ 12 tới 85V là được hết. Đây 12 85V là được hết ha. Còn cái loại này là loại 220 thì mình cũng có luôn nhưng mà ít người mua. Thường ta mua loại 12 đến 85V này ta đi câu mực được, bạn đi ban đêm á, đi thuyền tàu ban đêm á thì dùng loại này ok. Đây, cái vỏ của nó nè. Rồi bạn nào cần liên hệ số cho đây của mình ha. Đây rất là nhiều. Rồi cảm ơn mọi người.